Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Toàn cảnh phim ngắn hôm nay. Thưa quý vị, mỗi tuần lễ, chúng tôi sẽ chọn lọc và trình chiếu một phim ngắn đặc sắc, giới thiệu đến khán giả những sáng tác của các đạo diễn trẻ. Và hôm nay, mời đến phim trường, Kim Khánh xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn. Xin chào anh ạ. Xin chào Kim Khánh, xin chào quý vị khán giả. Và gương mặt của một đạo diễn trẻ, đạo diễn Hồ Ly Thắng. Chào chị Kim Khánh, chào thầy và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem một bộ phim ngắn của đạo diễn trẻ Holly Thắng mang tựa đề là Tiếng Động. Không biết cái tên phim có gợi cho anh Sơn một cái điều gì không anh? Thường thường mình nghe tên phim mình hay đoán cái nội dung á anh. Dạ. Tiếng động thì nó là một phần rất cơ bản của âm thanh rồi. Đương nhiên là nó gợi lên rất nhiều. Theo tôi thì đặc biệt là trong nghề nghiệp điện ảnh, ai đã làm điện ảnh thì không thể không bàn đến tiếng động, phải không? Tôi nghĩ là chắc nó có liên quan gì đấy đến với điện ảnh. Không biết cái dự đoán của thầy, của anh Đào Bá Sơn có giống như cái nội dung của Thắng không vậy? Dạ, phải thú thật thì như thầy cũng đã từng nói á, là nếu như bất cứ ai mà làm về nghề điện ảnh á, thì cái phần tiếng động là một cái phần không thể thiếu của phim, của điện ảnh được. Thì thầy nói hoàn toàn đúng về cái ý đồ mà Holly muốn gửi qua bộ phim của mình. Thì qua bộ phim ấy, thì Holly đang sử dụng triệt để những cái nguyên đơn cơ bản nhất của âm thanh, đó là tiếng động, để hình thành bộ phim của mình. Và Kim Khánh cũng rất nóng lòng muốn xem là tiếng động mà Holly Thắng gửi trong cái kịch bản của mình, trong tác phẩm của mình là như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng xem phim Tiếng Động của đạo diễn trẻ Holly Thắng nhé. Mọi người có nghe thấy những âm thanh đang tuôn trào quanh chúng ta? Phải chăng chúng đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình? Đây này,
nữa hả? Thank you.
riêng biệt. Nhưng một khi đã phát ra, nó sẽ lan tỏa trong không gian, cao và xa mãi. Có lẽ là khi bộ phim kết thúc á, thì mỗi người chúng ta đều có những cung bậc cảm xúc rất là khác nhau. Cái lúc này thì Kim Khánh thấy rất là thích. Cảm giác lâng lâng vì thật ra phim của Thắng làm rất là thơ. Có chất thơ trong đó, có chất điện ảnh trong đó, phải không anh? Đặc biệt cái hình ảnh cuối cùng mà chiếc khăn bay bay trong gió, trong cái tiếng đàn. Rất là nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi cũng nghĩ đây là một bộ phim rất thú vị. Thú vị bởi ý tưởng của nó. Thú vị bởi cái cách kể câu chuyện của đạo diễn rất thú vị. Thắng có thể cho khán giả biết là vì sao Thắng lại có nảy ra cái ý tưởng này, từ đâu? Thật ra thì khi mà trong quá trình làm cái bộ phim này thì Thắng phải thức khuya rất là nhiều. Và trong cái khu phố mà Thắng ở đó là khu phố rất là bình dân. Và hàng đêm cái tiếng hủ tiếu gõ nó cứ đi và nó tạo một cái dấu nhấn trong lòng của Hồ Lê Thắng rất là sâu đậm. Và đặc biệt là cái hình ảnh của một chú bé gõ hủ tiếu gõ đi trong đêm, và cái ánh nhìn lạc quan của chú bé đó nó làm cho Hồ Lê Thắng có nhiều cái suy nghĩ. Và khi mà làm cái phim này, thật sự đó là một phim bài tập của trong trường, và yêu cầu của bộ phim là các nhân vật không được nói, không được đối thoại với nhau. Và Thắng nghĩ ra làm thế nào để một câu chuyện kể về những âm thanh mà không phải là lời nói của các nhân vật. À, sau đó thì Thắng mới nghĩ tới những cái điều khác liên quan đến như là tiếng violon và tiếng chổi quét. Thắng muốn tạo thành một cái bản hòa âm giữa các loại âm thanh, từ violon là một loại nhạc cụ rất là du dương, rất là hay, rất là réo rắt, đến tiếng gõ tóc đó như một thứ nhịp điệu, rồi tiếng quét rác rất đơn giản, và đã làm thành một bộ phim và muốn gửi đến cho mọi người coi xem nó. À, các nhân vật chính ở đây không còn là những nhân vật nữa, mà đó là những âm thanh trong cuộc sống. Anh Sơn thì nhận xét như thế nào về ý tưởng này, khi mà từ ý tưởng đó mà Thắng đã thể hiện trên phim của mình? Anh nhận xét ra sao anh? Thấy rằng các cái nhân vật của mình đã trở thành một cái âm thanh của cuộc sống. Nhưng mà theo tôi thì các cái nhân vật trong cái bộ phim này nó vẫn cứ là nhân vật. Và những cái nhân vật ấy thậm chí nó lại rất là đậm, nó in dấu rất đậm ở trong cái bộ phim này. Ta thấy ở trong bộ phim này thì có hai nhân vật chính. Đó là cái cô nhạc sĩ violon, yeah, và chú bé bán hủ tiếu gõ. Và có một nhân vật phụ
Anh ta xuất hiện rất ít, chỉ có 2 lần. Và cái lần thứ hai với nụ cười, đó là cái người đàn ông quét rác, có râu ria quét rác. Tôi cho rằng là bộ phim này nó giống như là một cái bài thơ về cuộc sống thông qua toàn bộ cái âm thanh. Ở những cái nhân vật ở trong này không hề có thoại. Cô gái, chú bé hủ tiếu gõ và cái người đàn ông quét rác, hoặc kể cả những cái nhóm quét rác, họ không có một cái lời thoại gì với nhau, nhưng rõ ràng giữa họ hình thành một cái mối quan hệ tâm lý rất logic. Tôi cho rằng là ở bộ phim này nó thú vị ở chỗ là cái ngôn ngữ điện ảnh ở trong một cái bộ phim ta cứ gọi là phim câm đi, bởi vì các nhân vật không có thoại, nó chỉ có âm thanh thôi, chỉ bằng mấy cái hình ảnh đối diện qua lại thôi, người xem đã hình dung được toàn bộ cái quá khứ, cái tuổi thơ của cái cô ấy, cái hình ảnh để trở lên một cái cây viu lông là rất là tốt của cô ấy. Tôi cho rằng là bản thân tôi thì tôi rất thích cái cách mà đạo diễn chọn cái nữ diễn viên này. Cái khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt của cô ấy nó rất trong trẻo, nó có một cái gì đấy rất là thánh thiện. Và đặc biệt cái bộ quần áo trắng với cái khăn trắng, cái bộ quần áo trắng ấy với cái tiếng viu lông ấy, điều kỳ lạ là nó lại được hòa trộn với tất cả những âm thanh khác trong cuộc sống. Nhưng cái đáng yêu của bộ phim là nó vẫn tạo lên một cái cảm xúc đẹp. Đấy là điều quan trọng của bộ phim này. Tạo nên một cái cảm xúc nó đầy chất thơ và cái vẻ đẹp ở trong cái bộ phim này. Đấy là điều mà hết sức thú vị. Đó, như hồi nãy tôi nói là ba cái nhân vật ấy họ không có một cái lời thoại gì với nhau. Nhưng rõ ràng là ta hiểu rằng là họ gắn bó với nhau bởi một cái quan hệ tâm lý rất logic. Tiếng viêu lông, tiếng gõ hủ tiếu và cái tiếng quét rác, theo tôi nó là ba cái âm thanh chủ đạo trong cái bộ phim của em. Dạ. Khi mà em làm bộ phim này thì em nói là cái đầu tiên để mà em đưa vào bộ phim đó, đó chính là cái tiếng hủ tiếu gõ. Rồi sau đó thì em lại cắt cớ là mình lại muốn đưa cái tiếng viêu lông vào. Dạ. Làm cách nào để mà phối hợp giữa tiếng viêu lông và hủ tiếu gõ thì em tự đặt ra cho mình một cái suy nghĩ thế này. Bản thân tiếng viêu lông thì nó rất là cao, rất là du dương, nhưng mà cái nhịp điệu của nó thì nó khó rõ ràng, nên cái tiếng hủ tiếu gõ nó là cái nhịp điệu cho tiếng viêu lông. Và đồng thời cái tiếng quét rác là một thứ âm thanh mà em gọi là âm thanh ở tầng số thấp, nó tạo cho đại khái như là trong đã hòa vào thành cái bản tổng phổ đó, như là tiếng bass. Dạ đúng rồi, âm thanh trầm. Dạ, và âm thanh rồi. Cao là tiếng viêu lông rồi. Dạ. Cái âm thanh chỗ quét đường là tiếng cái âm thanh chính giữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, là những cung bậc khác nhau. Dạ đúng rồi. Và thì trong một bản hòa âm nào của mẹ nó cũng sẽ có những cần có những cái nó cái cao, cái nó trầm và nó thơm. Dạ đúng rồi ạ. Và cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, cũng sẽ có những cái lúc chúng ta lên cao, cái lúc chúng ta sẽ bình thường thôi, cái lúc chúng ta sẽ trầm xuống. Nó là một cái điều gì đó diễn tả cho tất cả mọi thứ sinh ra, phát triển và có thể là tàn lụi đi. Đây là một cái bộ phim mà tôi cảm thấy rằng là nó gần như không có cốt truyện. Dạ đúng rồi. Nó rất khó làm, nó rất khó gắn bó, gắn kết lại. Bởi vì thường cái cốt truyện thì nó gắn kết lại các cái nhân vật, các cái bối cảnh. Như ở bộ phim này thì nó gần như không có cốt truyện. Sự gắn kết của nó là các cái cảm xúc của các nhân vật của mình về trong những cái mối quan hệ rất là bình thường, hoặc là về quá khứ hoặc trở lại hiện tại. Nhưng mà tôi cảm giác cái mối gắn kết của họ chính là bởi toàn bộ cái âm thanh ở trong bộ phim này. Yeah. Nó gắn kết lại và nó tạo lên cái vẻ đẹp của nhân vật, tạo lên những cái cảm xúc thẩm mỹ đẹp trong cái bộ phim cũng chính bởi toàn bộ cái âm thanh này, và đặc biệt là cái hình ảnh của cái cô gái ở trong bộ phim này. Cái màu trắng của nó, cái trắng trẻo của nó, cái trong vắt trên cái khuôn mặt cô ấy, trên đôi mắt của cô ấy, và kể cả cái hình ảnh khi cô ấy chạy, cái khăn trắng nó bay lên. Em diễn tả khá nhiều cái khăn trắng ấy nó bay trên cái nền đen. Nó mang đến cho người ta một cái cảm xúc mà thẩm mỹ rất là đẹp. Mà tôi cho rằng đấy là cái điều đáng quý của cái bộ phim này mang đến cho người xem. Rất muốn cảm ơn một người bạn của Thắng, đó là cái người đã sáng tác ra tất cả các loại âm nhạc trong phim của Thắng đó. Như mọi người nói, đây là phim về tiếng động và chủ yếu là một cái nghệ sĩ violon đó, nên tất cả phần âm nhạc và âm thanh của bộ phim thì cũng phải được đầu tư rất là kỹ. Thắng may mắn lúc đó là Thắng nhờ được sự giúp đỡ của Trọng Hiếu. Hiện tại bây giờ bạn đang du học ở bên Mỹ, cũng chuyên về ngành âm nhạc của phim luôn. Thì bạn đã rất là nhiệt tình giúp đỡ Thắng, bởi vì cái bài nhạc đó nó có được khi trên phim như vậy thì bạn đó cũng phải vất vả với Thắng vô cùng luôn, là 3 tháng trời để sáng tác ra. Dạ, bạn đó làm xong rồi Thắng nghe Thắng cảm thấy không phù hợp, với lại mọi người biết là
nó rất là tinh tế ở chỗ là cái âm thanh đó nó kéo trong quán thì nó sẽ phát ra một thứ âm thanh khác, nhưng khi kéo ở ngoài một cái cảnh cuối cùng mà dưới chân cầu ạ, là cái môi trường đã khác nhau rồi, nên cái âm thanh nó không thể nào là cái âm thanh mà thế. Nhưng mình sáng tác ra một cái bài kéo violon thì cái lúc đó phải xử lý nó khác, cái tiếng độ vang, tiếng vang của nó, tất cả mọi thứ nó phải khác. Cơ bản về cái mặt cái violon nó thôi, nó kéo ra nó đã khác rồi. Thế là bạn đó phải làm, bạn đó rất là tinh tế. Bản thân Thắng không tinh tế được như bạn đó. Nó nghĩ chắc là một bài là xong, nhưng bạn đó đã không đồng ý. Bạn đó nói là không, cái ngoài cầu là tiếng âm thanh xa ra sẽ chắc chắn sẽ khác, rồi tiếng trong quán sẽ khác. Rồi cái lúc mà cái đoạn kéo âm nhạc mà trong cái lúc mà hồi tưởng của cô đó nó lại khác nữa. Mọi người nghe, mọi người sẽ, nếu mọi người để ý kỹ, mọi người sẽ thấy là cái lúc hồi tưởng nó rất là ấm, cái âm thanh violon nó rất là ấm, nghe nó có cảm giác gì đó, nó như là một cái điều gì đó trong mơ. Ở trong quán thì nó hơi lạnh một chút xíu đó, nó lạnh, nó có gì đó nó hờn dỗi. Rồi khi ra ngoài cầu thì nó như được tự do, nó bùng phát ra thì âm thanh đó nó cao hơn, nó trong mẻ hơn, nó thanh hơn. Dạ vâng, đó là những cái ý đồ đó. Thì tất nhiên khi mình chia sẻ với lại cái người làm âm nhạc thì mình cũng có nói, nhưng mà chính họ là người trực tiếp làm về âm nhạc thì họ lại có những cái tin tức, và mình lại học được thêm một điều nữa từ những cái điều đó. Thực ra một tác phẩm nào, một bộ phim nào thì cũng là sự kết hợp, tất nhiên là từ đạo diễn sáng tạo là chính, nhưng mà cũng nhiều thành phần khác, diễn viên rồi quay phim rồi nhạc sĩ. Dạ. Vậy thì công sức của Thắng bỏ ra với bộ phim của mình thì theo anh Sơn thì những cảnh đêm của bạn quay có đạt kỹ thuật không anh? Những cái ánh sáng như thế là hoàn hảo chưa anh? Tôi cho là Thắng đã tự rút ra những kinh nghiệm mà Thắng sẽ tự hiểu được ở một số những cái gì đấy trong cái cảnh đêm của mình. Tôi nói ví dụ như cái cảnh mà cô gái đi ở dưới cái chân cầu, đi trên cái con đường, cái cảnh thì rất là đẹp. Nhưng mà rõ ràng là nó vẫn thiếu những cái đèn ngược để tạo nên cái khoảng cách giữa cái bờ của cô gái với cái bờ sông. Nếu không cái đèn ngược đánh lên nó tạo ra một cái khoảng cách giữa cái bờ sông ấy, mà nó lên cái hàng cỏ cũng sẽ rất là đẹp nếu có một cái đèn ngược rồi xéo trở lại, vân 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 vân. Nói chung về mặt kỹ thuật thì cũng còn nhiều vấn đề, nhưng mà thôi, đây cũng là một cái phim đầu tay. Tôi nghĩ rằng là bản thân đạo diễn sẽ tự rút ra rất nhiều những vấn đề về mặt kỹ thuật cho những cái bộ phim sau của mình. Kim Thắng rất là thích cái thông điệp trong phim là âm nhạc. Người ta thường nói là âm nhạc sẽ làm cho tốt đẹp và làm thay đổi thế giới. Thì trong phim của Thắng á, thì Kim Thắng nhận thấy có một điều rất là thú vị, đó là cái âm nhạc của cô gái từ cái tiếng đàn violon của cổ có được sự đồng cảm, sự cảm nhận của chia sẻ của đứa bé bán hủ tiếu gõ, một đứa bé ngoài đường phố, một đứa nhỏ thôi, một đứa trẻ con, rồi của một người quét rác, thì làm người ta rất cảm động. Và cho một cái thông điệp là đôi khi ở bên đường chúng ta nên dừng lại, lắng lòng lại để nghe những âm thanh của cuộc sống, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những điều rất là tốt đẹp, những điều rất là đẹp. Thông điệp của Thắng với nó rất là hay. Phải khen Thắng một điều là Thắng đã dẫn câu chuyện của mình không có thoại, nhưng mà Kim Thắng cũng rất thích cái chi tiết là cô bé còn nhỏ, cái cô nghệ sĩ violon này khi còn nhỏ và nghe được cái tiếng đàn của một người nghệ sĩ bên trên cửa sổ, và chính điều đó đã giúp cô bé có một cái ước mơ, và sau này cô lớn lên học đàn và trở thành nghệ sĩ violon. Thì đúng là âm nhạc thay đổi con người ta, cho người ta một cái sự mơ ước, vươn lên một điều gì đó rất là đẹp. Dạ. Thì cái điều mà Thắng Holly cũng muốn chia sẻ trong cái bộ phim của mình thì như chị nói đó, thì đó là niềm tin chúng ta trao cho nhau để chúng ta mơ ước. Ở đây đó là một cái như một quy luật nhân quả, như mọi người nhìn thấy đó là cô gái ấy được một nghệ sĩ violon ở cái nhà đối diện kéo, gieo cho cô ấy một cái ước mơ. Cái ước mơ đó cô ta phát triển lên thành một nghệ sĩ violon, và cô ta lại tiếp tục gieo ước mơ đó cho đứa bé, và đứa bé đó nó lại cho cô ta lại cái điều gì đó, đó là khi mà cô ta mất phương hướng, cô ta nghĩ rằng là trên thế gian này không còn ai để mà có cảm nhận cô ta được, tại vì chính bản thân cô ta cũng không lắng nghe. Như chị nói đó, đôi khi trong cuộc sống này chúng ta phải dừng lại bên đường và lắng nghe âm thanh cuộc sống. Thì bản thân cô ta được nuôi bởi những cái thứ tiếng động như hồi nãy Thắng có nói, đó là tiếng hủ tiếu gõ khi mà cô bé này đi buổi chiều đi ngang qua, âm thanh rất là đời thường. Đúng rồi, dạ. Rồi tiếng chổi quét nó thúc giục cô ta đến giờ cô ta đi làm. Rồi khi mà cô ta đến đó cô ta kéo như vậy là vẫn có tiếng hủ tiếu gõ đi ngang qua. Có một số người nói là tại sao thằng bé này nó đi đâu mà đi theo cô ta
hoài, nó xin thôi. Cái tiếng này là âm thanh hàng ngày trong cuộc sống. Holly đang muốn là coi như là đưa hình ảnh một cụ thể một chú bé thôi, có thể là ở cô ta kéo ở nhà cô ta là khu đó là có một chú bé khác. Rồi cái ông quét rác khác. Nhưng mà ở đây thì Holly đang vì làm phim nên mình tất cả mọi thứ mình đang cố gắng mình làm. Cho những âm thanh quen thuộc hàng dạ, ngày. Dạ đúng rồi. Đó, thì khi cô ta kéo ở trong quán, khi mà cô ta thấy rằng có những tiếng ồn ào đó thì bản thân tiếng hủ tiếu gõ và tiếng chỗ quét khác nó cũng đã đi theo cô ta rồi. Như Thắng nói đó thì cô ta gieo ước mơ cho chú bé này và chú bé lại gieo cho ta cô ta về niềm tin rằng là khi cô ta đang mất niềm tin, mất phương hướng, hoàn toàn lúc đó là bị sụp đổ. Cái tiếng violon của mình kéo như thế mà không bằng tiếng ly vỡ. Mọi người thà tập trung vào cái tiếng ly vỡ còn hơn cái tiếng violon của mình như thế. Cô ta bị tự ái, của nghệ sĩ đó, tự ái cô ta bỏ đi. Thì cô ta thấy rằng là à, đâu đó cũng có một hình ảnh giống mình hồi xưa. Chú bé này nè, hồi chú cầm hai thanh nước chú kéo vào nhau và cũng hát nho nhỏ khẽ khẽ đúng cái giai điệu dạ, của tiếng đàn đó. Trong khi đó hồi xưa mình cũng y chang như vậy, cũng là một cô bé, mình cũng được gieo một cái ước mơ đó. Và chính cái niềm, chính vì nhìn thấy hình ảnh của chú bé đó, cô ta lại thấy lại niềm tin vào cuộc sống và cô ta lại tiếp tục, cô ta kéo ở trong một cái môi trường mà không có đẹp đẽ. Mình thấy rõ ràng là nó không có đẹp, nó không có hào nhoáng như là cái sân khấu mà cô ta được dành kéo ở cái quán đó. Nhưng rõ ràng những người đó đang lắng nghe và những âm thanh cuộc sống lúc đó nó đang là hòa quyện vào cô ta. Hàng loạt tiếng tiếng quét chổi của các công nhân làm vệ sinh ở trên cái cầu, tiếng hủ tiếu gõ của chú bé. Chú thấy cô ta kéo xong chú ta cũng lại vui hớn hở hơn. Và chú gõ theo, tất cả mọi thứ đó nó cuốn vào nhau. Và cái hình ảnh cái khăn bay trên cái nền đen đó, trước đây mình thấy là nó là một cái gì đó, cái khăn rất nhỏ trên một cái nền đen rất là lớn đúng không, mà nó bay phớt mình không biết nó sẽ đi về đâu. Mà cái thông điệp của Thắng muốn gửi cho khán giả thấy qua hình ảnh tức là cái khăn bay như cái ước mơ là đúng rồi, trong không gian theo âm thanh đó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Dạ thì khúc đầu tiên thì nó không biết đi về đâu, thì khúc cuối cùng thì nó đã xác định được. Nó đang đi lên. Thì như cái thông điệp cuối cùng Holly có gửi gắm vào trong đó một cái tiếng ốc thoại đó. Đó là âm thanh không mất đi. Dạ. Mà sẽ bay đúng xa rồi. Và bay cao mãi. Đúng rồi, dạ. Rất là hay. Đó là một điều không ngạc nhiên khi bộ phim Tiếng Động đã đạt được giải thưởng dành cho sinh viên lần thứ 2 và cũng được trình chiếu trong một trong 10 bộ phim dành cho cộng đồng người Việt ở Úc. Chúc mừng Holly Thắng. Và chắc đây cũng là động lực để Thắng sẽ làm những cái phim kế tiếp của mình. Holly Thắng cũng rất là mong muốn là những tác phẩm của mình sẽ được mọi người chấp nhận, mọi người thưởng thức nó. Xin cảm ơn anh Đào Bá Sơn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và anh đã dành cho khán giả những nhận xét rất là sâu sắc, đầy ý nghĩa về bộ phim của một đạo diễn trẻ là Holly Thắng. Kim Thích nghĩ là những cái góp ý của anh, những nhận xét của anh cũng là những điều mà giúp những đạo diễn trẻ có thêm những cái gọi là niềm tin để bước trên con đường nghệ thuật của mình. Cũng chúc mừng Thắng sẽ có thêm nhiều cái bộ phim ngắn hay nữa. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, xin chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Hy vọng là em sẽ có nhiều cái bộ phim tốt trong tương lai. Dạ, em hy vọng vậy. Holly cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bộ phim Tiếng Động của Holly và hy vọng rằng với những cái tác phẩm sau của Holly cũng sẽ được sự đón nhận rất là nhiệt tình của mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Toàn cảnh phim ngắn xin được khép lại. Kim Khánh hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.